Hoa Ái và Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin được gửi đến bản tin tối thứ Năm ngày 14 tháng 4 với một số tin tức đáng chú ý, bao gồm Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa 16 máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm. Và thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính vừa từ trần, hưởng thọ 76 tuổi. Kính thưa quý khán thính giả, việc Trung Quốc đưa 16 máy bay chiến đấu ra Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng của Việt Nam. Đây là phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đưa ra hôm nay sau khi có tin từ một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua nói rằng vào ngày 7 tháng 4, Trung Quốc điều một phi đội 16 chiến đấu cơ Thẩm Dương J-11 đến đảo Phú Lâm. Theo người phát ngôn Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hành động đưa máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa mà Trung Quốc tiến hành là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đe dọa trực tiếp đến hòa bình khu vực. Tư lệnh Hải quân hai nước Việt Nam và Singapore hôm qua ký quy chế chung về hoạt động cứu nạn tàu ngầm. Mạng báo Thanh Niên loan tin này cho biết quy chế chung như vừa nêu được ký kết bởi Tư lệnh Hải quân Việt Nam Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam và người tư nhiệm Singapore Lai Chung Han. Việc ký kết được tiến hành bên lề hội nghị Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 15 diễn ra tại Padang, Indonesia. Ngoài việc ký kết quy chế chung về hoạt động cứu nạn tàu ngầm, Tư lệnh Hải quân hai nước Việt Nam và Singapore còn trao đổi nhiều nội dung nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa đôi bên. Tin cũng cho hay, trong thời gian tới, Hải quân Việt Nam sẽ tiếp tục thảo luận việc ký kết quy chế chung tương tự với hải quân các quốc gia khác nữa trong khu vực. Việt Nam hôm nay hạ thủy cặp tàu tên lửa M5 và M6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin từ trong nước cho biết cặp tàu tên lửa M5 và M6 thuộc lớp tia chớp do Tổng công ty Ba Son của Việt Nam đóng để trang bị cho quân chủng Hải quân Việt Nam. Mục tiêu được nói nhằm góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cặp tàu tên lửa M5, M6 được thi công trong 30 tháng. Xin được thưa thêm, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia, còn gọi là tàu M, do Viện Thiết kế Hải quân Almaz, Liên bang Nga thiết kế. Lượng dạng nước của tàu là 560 tấn, vận tốc tối đa, trong điều kiện tiêu chuẩn là gần 70 km/h. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày. Tàu có hệ thống radar bám bắt mục tiêu, cũng như được lắp đặt hệ thống 16 tên lửa đối hải Uran-Air tầm bắn 130 km và pháo tự động AK-176M có tầm bắn 15 km, độ cao 11 km và pháo 6 nòng tự động AK-630M. Quân đội Hoa Kỳ và quân đội Philippines đã thực hiện những cuộc tuần tra chung ở Biển Đông và sẽ tiếp tục công tác này trong những ngày tháng tới. Tin này được ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói với báo chí ở Manila hồi sáng nay, ngay sau cuộc thảo luận giữa ông với Tổng thống Benigno Aquino của Philippines. Ông Carter cho hay, cuộc tuần tra đầu tiên được thực hiện hồi tháng 3 năm nay. Cuộc tuần tra thứ nhì mới diễn ra hồi đầu tháng này, với mục đích đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực. Ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng loan báo, Washington sẽ tiếp tục gửi quân và võ khí đến Philippines theo đúng thỏa ước quân sự đạt được với Manila. Thỏa ước này cho phép binh sĩ Hoa Kỳ luân phiên trú đóng tại 5 căn cứ quân sự của Phi, kể cả căn cứ không quân Palawan nằm cách Trường Sa khoảng 200 cây số. Cũng trong cuộc họp báo, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng các nước trong vùng châu Á Thái Bình Dương đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc tự nhận chủ quyền và quân sự hóa ở Biển Đông. Bảo thêm mối quan tâm này được các nước nói đến trong những cuộc tiếp xúc riêng, cũng như công khai đưa ra trong các cuộc họp cấp cao của khu vực và các cuộc họp toàn cầu. Mới tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo viện trợ thêm 40 triệu đô la cho Phi, giúp quốc gia đồng minh Đông Nam Á tăng cường hệ thống thu thập tin tức để phòng thủ lãnh hải. Trong bản tin gửi từ Philippines, hãng thông tấn AFP trích dẫn lời ông tướng John Tunlan, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương cho rằng là đồng minh, quân đội Phi và Hoa Kỳ cần phải hoạt động chung và chặt chẽ với nhau. Tướng Tulan nói điều này khi thị sát cuộc tập trận mang tên Vai Sát Vai mà binh sĩ hai nước đang thực hiện, trong đó có cả cuộc thực tập chiếm lại một giàn khoan dầu bị kẻ gian chiếm giữ. Và cuối cùng, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính vừa từ trần, hưởng thọ 76 tuổi. Theo tin từ gia đình và bạn hữu, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính đã từ trần tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 2 giờ 40 phút chiều nay, thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2016, hưởng thọ 76 tuổi. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh về đường hô hấp và chứng suy tim. Là một cây đại thụ trong làng âm nhạc Việt Nam,
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính là tác giả của rất nhiều ca khúc được nhiều thế hệ người Việt Nam yêu mến như Ai đưa em về, Buồn ơi chào mi, Mùa thu cánh nâu, Tình khúc chiều mưa và tác phẩm Không. Thưa chị Hòa Ái, sáng nay có nghe chị chia sẻ là chị có những kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính phải không chị? Dạ thưa anh Trung Khang và thưa quý khán thính giả, Hòa Ái nhớ là hồi thời sinh viên đó thì Hòa Ái có được cái duyên gặp gỡ ông thường xuyên. Thì mặc dù ông đã ra đi nhưng mà Hòa Ái tin rằng là sẽ rất nhiều người nhớ mãi những nhạc phẩm bất hủ của ông, cũng như là thương nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa và có cái tâm cũng như là cái cách sống rất là tử tế. Cảm ơn chị Hòa Ái và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do. Hòa Ái và Trung Khang xin kính chào tạm biệt.